Chào ông có dự định gì cho hè này chưa? Chưa. Ông có muốn đi phiêu lưu không? Không. Một mùa hè khác biệt thì sao? Không. Vậy còn... Không. Bạn có tự nghĩ tại sao cuộc sống của mình lại quá chán như vậy? Bạn có muốn làm gì đó khác biệt hơn không?